Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Bùi Nam Vlog. Hiện tại bây giờ Bùi Nam đang có mặt tại thôn Lủng Dăm, xã Sán Sảo Hồ, huyện Phàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Hôm nay có mặt rất đông đủ, có cả bộ văn hóa, sở văn hóa và có cán bộ văn hóa huyện Phàng Su Phi cũng đến dự và quay phim chụp ảnh. Hôm nay gia đình ông Lù Du Sang thôn Lủng Dăm tổ chức làm lễ đón cơm mới về nhà. Thì theo người Nùng chúng tôi ấy, cứ tầm tháng 7, tháng 8 khi lúa chín là chúng tôi có làm một cái lễ để đi đón cơm mới về nhà, và về đến nhà thì cũng có làm một cái lễ cúng. Cúng lý nào ấy thì xin mời quý vị cùng theo dõi video của tôi cho đến hết thì quý vị sẽ biết cái phong tục tập quán của chúng tôi về cái lễ đón cơm mới như nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi video của tôi ạ. Quay kiếm ạ. Ăn một tiêu dạ. Dạ. Ô bố sao thái mô mà vắt có xe chừng lẹ vậy mơ này ô thế lại con này lấy đeo được tổng hợp gì cả nọ thế con quay tiêu này nam tới đây là kiếm được vài triệu rồi đấy. Mình thì kiếm cái gì? Vài triệu. Tí lại hát đôi đâm nữa anh ạ. Không, mình là mình kẽ thôi. Anh cũng phải phân tích. Không, bây giờ nói cái gì? Đông người. Cái này làm về tối như đấy. Về nó cắt lại mà. Bây giờ mình làm nói sao được? Bây giờ nói kẻ mẹ nó đúng không? Ừ, nói kẻ mẹ nó chứ. Mày toàn quay ở chân, quay vào đầu đéo đâu không đỉa. Ủa, đang đi. Cái nào không ấy thì mình cắt ra chứ. Lấy đoạn này đẹp thôi, mình lấy tí thôi mà. Một cái video lấy vài... Mười mấy phút thôi mà. Lấy dài quá. Trái xem. Cái này tăng tốc, đoàn anh phải có một nhóm này anh ạ. Video của anh phải có vài người cùng anh. Ngày mai giữ ở nhà nhạn đấy. Đạo diễn vắng vậy. Đang buộc cái gói cho bếp với là để buộc vào cây lúa trong cái thắp hương vào đấy. Chị ơi wow. Nếu không phải kiểu này anh Phong anh Nam một tí anh gửi cho có kim mà cái này nó mà quậy chạy yếu rồi mấy cam mà gì đấy tam đến tây ma ha đến tây phải là chơi hàn nó tập phải dân là con này hùng tung này đấy phát nó hùng phát rồi đi tập phải dân lo như là cán bộ trung ương mà cán bộ địa phương mà cán bộ cấp xã mà cán bộ cấp huyện mà cấp xã mà địa phương mà tỉnh phong mà làm lo không chấm không quay mặt về đây quay mặt về đây bác ơi kim đâu
chào chào Việt Nam anh em mơ vì hậu bây giờ mà gì này nè mơ vì hậu bây giờ mai hai này mơ Việt Nam lên đây mà Việt Nam lên đây hậu cũng quay cho ngang cái này mà Đoạn này bác đang đọc là sang năm nay thì có lúa mới ở đây thì cắt lâu cái cắt chỗ cái chỗ cắt kia phải không? Nước này tí mang để đun cho vào cái chảo ấy, cái chảo kia xong là mới mới cho cái chảo lên, cho mới đổ sôi ấy. Lại đứng ở đấy để cho người ta xông trước. Phải đi luôn cùng đi. Phải đi lắng bên cứ đi từ từ thôi. Đúng đúng. Nếu mà ở trong ruộng có là mình lấy nước trong ruộng này. Bây giờ đón về rồi. Đi bảo mọi người đi đừng đứng lại. Cả đi cô ơi. Hôm nay sáng đầu toàn gái sinh thôi. Mạng mùng mới sinh hết. Các căng thẳng máu gì nọ.
Yo la bỏ ma phụ năm mày đừ xưa ngày luôn. Ờ. Bát, xem mấy một tủ văn nè, với xem yên tâm. Chính phải đóng góp hỗ trợ người dân. Hát một tủ một tủ. Ồ, chả lọ, ảm khấn. Rồi bác cứ chỉnh lại cái lúa nước, bác chỉnh lại cho cháy. Thêm một cái dùng nông dân ăn chuông cả, chuông ăn vàng, tuông bóng bảo yếu, tất cả đấy sao thép. Tôi chẳng muốn nó cái lần nữa nó. Bác ngồi bác chỉnh lại cho lần này, chứ chẳng một sinh. Thế lúc đấy thằng ăn cái gì ăn vậy? Để của mình là tình gì ăn đi mấy. Cái đá mà cái đấy là sừng trâu, sừng trâu để gieo quẻ. Cái làm mới một lần đấy thì mình làm nhưng mà nó thuận là nó một úp nửa. Khởi ca ma tác cha ya nể lầu phát ya hô án đệ chính lầu văn ya hô khởi đệ chính phát thứ khẳng sinh ngàn mạnh thứ mặc sinh chiêm vô thế thứ ngồi mũi hộp liên ly tỷ thiêu giai lầu thứ giai một giai sắp tốt bởi xua nó lấy tèo đấy. Nó thắt chảy nó một chút nước chảy thêm một nọ.
Nàng lắm mà nàng lắm mà đất dài lâu sẽ xuống hướng lắm mà hết rồi không ăn thế coi như là mình để lại không ạ mở ra để nhìn